Chào mừng anh em trở lại với hai đại tộc Shonen. Sống lâu bất tử là mong ước của các bậc vua chúa ngày xưa. Nhưng khi điều ấy đến, người phủ định Undead chỉ thấy toàn bất hạnh. Nó áp dụng với cả nhân cách ban đầu Victor và đứa con sinh sau đẻ muộn Andy. Video hôm nay sẽ giới thiệu với anh em toàn bộ mọi thứ về Undead, kẻ bị chúa phủ định cái chết. 1. Thông tin chung về Undead. Thuở ban đầu, trái đất chỉ là một khối nguyên sơ. Nó dần được chúa thêm các điều luật vào nhằm tạo ra trò chơi ác ý. Từ những thứ như giới tính, chiến tranh, dịch bệnh, thậm chí bao gồm cả cái chết. Lúc xuất hiện điều luật về cái chết cũng là lúc Undead không bao giờ được chết. Ngay từ khi xuất hiện, tạo hình của Andy gây ấn tượng cực lớn đến Fuko. Hệt như Undead thuộc phiên bản trẻ trâu, Andy biết mình không chết được, đâm ra lối sống và hành động đậm tính láo nháo. Đúng kiểu ông đầy cóc sợ bố con thằng nào, có ngon thì lao tới đây. Đứa một mạng so với đứa nhiều mạng, kẻ nào rén trước kẻ đó thua. Chẳng phải tự nhiên Andy viết rõ to rõ lớn hai chữ liều lĩnh trên mặt. Undead có khả năng phủ định mọi thứ dẫn tới cái chết. Điều này bao gồm đứt tay, gãy chân, mất máu, thậm chí cả lão hóa. Mỗi lần hồi sức, Andy đều giữ vẻ ngoài thanh xuân. Thứ duy nhất thay đổi trên người anh là sự tồn tại của bộ quần áo. Lúc đầu thì có, nhưng về sau rách tan hết sạch. Vậy mới nói, rong biển đang trở thành đặc sản nhà Undead. Hiểu theo cách đơn giản nhất, bất tử giúp người dùng sống mãi với thời gian. Thời điểm Undead thức tỉnh và thuộc loại tự mục tiêu, họ nói không với tử thần. Qua cách Andy bám giết lấy Fuko khi mới gặp, chúng ta hiểu rằng đây không phải lần đầu tiên anh tìm đến cái chết. Tiếc rằng mọi cố gắng của anh đều vô ích, Andy vẫn sống sót trong khoảng thời gian 200 năm. Với tính cách ngọt ngào của Fuko, hồi đầu gặp mặt, cô đã để ý thanh kiếm đâm xuyên và cỏ thẻ ngập đầu trên người Andy. Nhận định chung là siêu đau. Trên thực tế, Andy rút kiếm thường xuyên chứ chẳng mấy khi rút thẻ. Bởi một khi rút ra, anh sẽ đánh thức kẻ được biết với cái tên Victor. Khác với mô típ hai linh hồn dùng chung cơ thể nhưng khác năng lực, Victor vốn là nhân cách trước của Andy, tương đương với việc hắn sở hữu Undead. Victor xuất hiện lần đầu tiên trong nhiệm vụ bắt giữ Spoil. Anh chàng đưa ra tuyên bố cực kỳ bá đạo rằng không luật định nào có thể áp chế mình. So với Andy ngông nghênh, Victor sở hữu tính cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dựa trên cách hắn vận dụng Undead, Andy chỉ là con gà mờ tập tành đánh nhau. Điểm phân biệt rõ nhất giữa hai Undead là Victor sở hữu mái tóc đen dài. Kinh nghiệm sống hàng thế kỷ giúp hắn luôn giữ bình tĩnh trong hầu hết trường hợp. Chắc chắn một điều rằng kỹ năng của Victor mạnh hơn, đồng nghĩa với quần áo trên người cũng duy trì tốt hơn Andy. Victor không ngại rong biển, hắn chỉ ít rong biển mà thôi. Người ta vẫn bảo kẻ sống lâu sẽ biết nhiều hơn người khác, huống chi Undead sống đến cả tỷ năm. Sự tồn tại của hai Undead khơi gợi cho chúng ta hiểu rõ bản chất thế giới trong Undead Unlock. 2. Độ bí ẩn của Undead Victor. Sẽ rất vô lý nếu Andy không biết bên trong mình còn tồn tại nhân cách khác. Độ hiện hữu của Victor mạnh tới mức thoạt đầu Union chơi hội đồng còn phải bối rối trước hắn. Chiếc thẻ trên trán Andy chính là chìa khóa để giữ chân ngài ôn thần. Có một chi tiết khá thú vị rằng, ngay khi xuất hiện, Victor hỏi Shen về thời gian. Hắn nhắc tới các ngày trong tuần. Đây là khái niệm chỉ xuất hiện sau khi Uma Thiên Hà được thêm vào. Trước đó, chúng ta chỉ biết mục đích của Union là tập hợp người phủ định để tiêu diệt Chúa. Chính câu hỏi về các ngày trong tuần của Victor tiết lộ sự thật đầu tiên về thế giới. Trái đất chỉ là trò chơi vòng lặp của Chúa. Càng thực hiện nhiệm vụ, thành viên trong tổ chức Union càng nhận ra rằng bất kể họ có thực hiện nhiệm vụ hay không, tình trạng trái đất luôn xấu đi. Rồi bùm, tới thời điểm người phủ định thất bại quá nhiều thì Ragnarok xảy ra. Đó chính là ngày tàn của thế giới. Sau khi thế giới bị tàn phá, Chúa tiếp tục trò chơi của mình bằng cách gây dựng lại trái đất. Cứ như thế, vòng lặp diễn ra tới hiện tại là vòng lặp thứ 100. Bởi vì Victor sở hữu năng lực bất tử chứ không phải tiên tri, vậy nên câu hỏi ngày trong tuần của hắn mở ra thế giới vòng lặp. Trong quá khứ hắn sống, khái niệm ngày trong tuần đã tồn tại. Nhưng hôm hắn gặp Shen, vòng lặp thứ 100 vẫn chưa đón nhận Uma Thiên Hà, chưa sinh ra ngày trong tuần. Thứ Victor biết không đồng nghĩa rằng Andy cũng biết. Rõ ràng khi được Juiz bổ túc kiến thức, Andy đều có phản ứng giống mọi thành viên khác trong Union. Anh và Victor chung cơ thể nhưng không chung quá khứ và trải nghiệm. 3. Cuộc đời Undead. Nếu so sánh cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, thì sách của bất tử phải dày tới vô cùng vô tận. Độ to lớn siêu vĩ đại của nó chứng minh Undead sống lâu hơn bất cứ người nào. Trải nghiệm của anh bằng cả 100.000 người cộng lại. Sau màn tâm sự bộc bạch của Juiz, chúng ta biết cô nàng dùng ác để nhảy qua nhiều vòng lặp. Ở vòng lặp nào, cô cũng xây dựng Union và tìm cách tiêu diệt Chúa. Sử dụng ác giúp cô giữ vẻ ngoài trẻ trung qua hàng trăm vòng lặp. Một điều hiển nhiên rằng Juiz biết sự tồn tại của ngày trong tuần trước khi Uma Thiên Hà xuất hiện. Toàn bộ hiểu biết Ragnarok hay ký ức của Juiz đều đến từ Ash. Khi Ragnarok phá hủy cả trái đất, Ash đưa Juiz an toàn đến vòng lặp tiếp theo. Sẽ thật khó hiểu khi Victor là người nhắc tới ngày trong tuần trước cả Juiz. Tới đây, chúng ta hãy nhìn lại phản ứng của Andy. Trong khoảng thời gian đầu sau khi quen biết Fuko, Andy nhận ra Unlock không đủ mang tới cái chết cho mình. Dăm ba quả thiên thạch hay núi lửa phun trào đều không ảnh hưởng tới anh. Phủ định cái chết của anh cần một thứ lớn hơn.
Sự thật là ngay cả khi trái đất bị phá hủy, Undead cũng không chết. Juice sống qua các vòng lặp bằng cách dùng Arc để nhảy tới thời điểm tiếp theo. Về phần Undead, dù trái đất nổ tung thì hắn vẫn sống. Undead đồng hành với trái đất từ lúc nguyên sơ cho tới Ragnarok. Thành viên đầu tiên khi thành lập Union chính là Juice và Victor, hai người đồng hành với nhau cả trăm vòng lặp. Tới đây, tôi không thể bỏ qua khúc mắc của hai anh chị này. Juice muốn tiêu diệt Chúa vì tất thảy mọi người. Lý do quan trọng khác là cầu mong Victor được chết. Undead đã khiến hắn phải sống dài đằng đẵng cả 455,4 tỷ năm. Được người yêu quan tâm nhưng Victor cũng chẳng vừa. Qua vô số vòng lặp, hắn nhìn thấy Juice đau khổ khi đồng đội hy sinh. Gánh nặng đè lên vai Juice ngày càng lớn. Và rồi tình yêu khiến Victor muốn giết chết cô để giải thoát cô khỏi gánh nặng ấy. Thế là tèn tèn tèn, chẳng lẽ người yêu chị mà chị còn không xử được à? Juice cắm luôn cái thẻ lên đầu Victor để phong ấn ký ức rồi chôn sống hắn luôn. Đây chính là nguyên do khi rút cổ vật Remember ra, chúng ta gặp Victor chứ không phải Andy. Với bản dịch trên mạng, nếu anh em không may đụng phải chap một one shot thì cái thẻ của Andy sẽ bị hiểu lầm thành thẻ ngân hàng. Trên thực tế, nó là thẻ nóng nhốt ông tướng Victor. Chắc hẳn hồi đầu lính mới Andy vào hội, chị Juice đau đầu phải biết. Cho ngồi bàn tròn thì thôi, ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên nó đã láo nháo thả ngay ông ôn thần ra. Andy là nhân cách sinh sau đẻ muộn, cuộc đời của anh mở đầu bằng việc đào đất trồi lên. Từ đó anh sống với châm ngôn đố các chú em giết được anh đây. Dựa trên trải nghiệm của Victor và Andy, chúng ta dễ hiểu tại sao Victor lại là người sử dụng Undead giỏi nhất. Khả năng phủ định của mỗi người sẽ mạnh lên thông qua độ lý giải của người đó và năng lực. Kinh nghiệm sống 455,4 tỷ năm qua N vòng lặp giúp Victor có nhiều cách hiểu khác nhau về cái chết. Người có tuổi hơn nhau độ trải nghiệm và góc nhìn đời. Càng hiểu sâu về cái chết bao nhiêu thì Undead càng mạnh bấy nhiêu. Huống chi Victor còn ẵm luôn kinh nghiệm chiến đấu suốt cả trăm tỷ năm. Có lẽ Undead của Andy sẽ không bao giờ có thể đạt tới mức độ như Victor. Không biết anh em nghĩ thế nào về điều này nhỉ? Hành động bất ngờ của Juice là cắm thẻ Remember lên đầu Victor. Qua việc tạo ra Andy, chính cô cũng không ngờ vòng lặp 100 sẽ thay đổi tất cả. 4. Bước tiến đột phá. Tuy dùng chung một cơ thể, nhưng Victor và Andy là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Năng lực Undead là điểm chung duy nhất của họ. Sự xuất hiện của Andy kéo theo Fuko, sau đó chúng ta sở hữu bộ đôi với khả năng chạm tới Chúa Trời. Fuko là người phủ định Unluck, cô định tự sát sau khi đọc xong tập cuối của bộ truyện yêu thích, nhưng rồi sự xuất hiện của Andy gặt bay điều đó. Theo thông tin từ các vòng lặp, Fuko luôn chết rất sớm, cô chưa bao giờ sống đủ lâu để khai thác hết Unluck. Sự xuất hiện của Andy không chỉ cứu cô mà còn tiếp hy vọng cho nhiều người. Thay vì bộ đôi Undead Unjustice, làn gió mới tinh lần này mang tên Undead Unluck. Sự xuất hiện của Andy giống như chàng hiệp sĩ cần mẫn, anh đồng hành với cô, tiến vào Union theo cô. Nếu không có anh thì Fuko đã chết từ rất lâu rồi. Bộ đôi thúc đẩy tinh thần tiêu diệt Chúa, mọi người chung một niềm tin rằng chỉ cần đồng hành với nhau, họ có thể san bằng mọi khó khăn. Không riêng cảm xúc mà ngay cả sức mạnh, Andy và Fuko đều tạo ra bước đột phá lớn. Song song với thành tựu của bộ đôi Undead Unluck, một số ý kiến hiểu nhầm rằng Fuko là người mới nhưng làm tốt hơn Juice rất nhiều. Ngay đến Victor sống lâu cũng chỉ được cái Undead mạnh hơn. Suy nghĩ này phủ nhận rất nhiều công lao dẫn dắt của Juice. Nói vui miệng là không có chị cắm thẻ lên đầu làm sao sinh ra Andy. Bỏ Andy đồng nghĩa với không có Fuko. Hiểu theo cách nghiêm túc, thành tựu Fuko sở hữu đều dựa trên nền tảng của Juice. Sự cố gắng qua nhiều vòng lặp giúp Juice tích lũy được từ con người cho tới các cổ vật. Không dưới một lần anh em nghe Juice bảo thành viên Union hiện giờ là tổ hợp mạnh nhất cô tập hợp được qua nhiều vòng lặp. Không có nhân sự chốt sẵn và cổ vật phong phú, 10 Fuko cũng khó làm ăn được gì. Chúng ta công nhận bộ đôi Andy Fuko như cách Juice công nhận, đồng thời không thể phủ nhận mọi cố gắng của cô và những thành viên trong quá khứ. Nhắc đến Juice, luôn phải nhắc tới tấm thẻ Remember huyền thoại trên đầu Undead. Sau vòng lặp mới, cô dặn dò với Fuko về tác dụng của nó. Tựu chung, nó chỉ xoay quanh hai điều. Cắm thẻ quên ký ức sẽ là Andy, bỏ thẻ là Victor. Lựa chọn thế nào tùy ở Fuko ở vòng lặp tiếp theo. Cùng chung cơ thể Undead có tới 2 ký ức. Trong lần đầu xuất hiện, Victor rất bài xích Andy. Hắn cho rằng sự tồn tại của Andy là điều vô ích. Ngay cả hành động cố gắng tìm cái chết cũng vô nghĩa. Victor đã sống nhiều năm với Undead. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ phủ định cái chết mạnh thế nào. Nó không phải thứ dễ dàng tiêu diệt. Dù trái đất nổ tung cả trăm lần thì hắn vẫn đứng đây. Vậy là ông thần khinh từ cách Andy hành động cho tới mối quan hệ với Fuko. Giống như hầu hết mọi người, Victor tin rằng Unluck không đủ giết hắn. Nhưng rất nhanh sau, hành động của bộ đôi đã chinh phục Undead khó tính. Tuy đều phủ nhận cái chết, nhưng trên người Andy có sự nhiệt huyết và năng lượng trẻ tuổi. Điều này hoàn toàn biến mất trên người Victor từng sống cả tỷ năm. Nói đi cũng phải nói lại, có nấc thang lên tới cả tỷ năm như Victor thì mới thấy kẻ sống 200 năm giống Andy vẫn còn trẻ trung và tin yêu cuộc đời. Video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu thích, anh em đừng quên tặng hai đại tộc Shonen một like và một subscribe, đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những video mới nhất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.